Rồi mình quay cái chuồng gà, mình cho anh em xem cái chuồng con gà nó trong cái chuồng nhỏ như vậy nó thoải mái như thế nào nha. Đây là nó vẫn bơi được nha anh em. Đây là gà nầu nha, đây là gà nầu. Cái chuồng mình chỉ có 6 tấc vuông thôi, nhưng mà diện tích vậy mình nuôi con gà mình tập cánh bơi hoào thoải mái. Còn gà tre thì đây, tre cũng như vậy, nó bơi hoào bình thường đó anh em nhìn nè, thấy không? Mỗi cái chuồng mình nuôi mình làm thiết kế sao mà cho con gà mình nó bơi hoào, nó bơi hoào nó bơi được hết. Thì cái chân cẳng con gà mình nó trong cái chuồng nhỏ như vậy thì mình nói với anh em mình nuôi vẫn bình thường, gà buông ra đá bo không rớt bo, rất là bình thường, nó bo nha anh em. Đó. Nó bơi hoào rồi bình thường đầy đủ hết. Nuôi gà dưới là cho nó bơi. Bởi cái chuồng của mình chỉ có dàn chuồng của mình chỉ có 6 tấc vuông một cái vuông thôi. Mà anh em nhìn mấy con gà của mình nè. Nó hoạt động rất là bình thường. Đó. Nè. Nó muốn bơi bơi, nó muốn đứng đứng bình thường, cái chuồng đập cánh thoải mái luôn. Mình không có nuôi gà, mình không có cho chuồng, mình không có cần chuồng bự anh em. Đó. Thì tắm thì mình vẫn bưng ra ngoài, mình tắm rửa phơi nắng bình thường, xong mình bận như đây. Mình cho ăn uống đầy đủ. Thì cái diện tích mà cái chuồng của mình 6 tấc vuông như vậy mình nuôi á, mình nói với anh em gà đá vậy. Rất là ok, không có bị gì hết nha anh em. Đây. Bé này bé cũng đang bơi. Nhớ chưa bé ưa bươi cát lắm anh em. Đây là nồi ta mình còn nuôi vú trong chuồng. Qua cho anh em Thảo nuôi cái chuồng 6 tấc vuông nó đơn giản như thế nào ha. Nó mỗi cái chuồng mình có 6 tấc vuông. Đây là chùm la, chùm la luôn. Siêu Mỹ, siêu Mỹ mà Mỹ còn khác ha. Này Mỹ Bigu. À, rồi cho nên mấy anh em ngồi nhìn Thảo trên. Cái dạng chuồng mà 6 tấc vuông mà nuôi nó hoạt động gà nó như thế nào, bình thường không? Đó, anh em nhìn đi, gà nó rất bình thường. Đó. Nuôi từ gà tơ mà tới gà đá được luôn. Mình vẫn nuôi trong cái chuồng 6 tấc vuông. Mình quay cho anh em tham khảo mà chứ không có cần nuôi gà, mà anh em nói cái chuồng 8 tấc đi 1m mấy 2m gì đủ thứ hết nha, mình không có cần cái đó. Thì nói chung ai có diện tích bự thì làm chuồng bự. À, này mình làm mình quay cho anh em xem những cái anh em nào không có diện tích làm chuồng bự, làm chuồng nhỏ thì mình chia ngăn ra mình nuôi nha. Nó dàn chuồng mình như 6 tấc vuông thôi. Đây con gà nồi nè, gà này 2,7 kg mà anh em nhìn nó còn bơi bình thường, tắm mình đem ra ngoài. Ha, rồi chào anh em nha.